Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam chối rằng nợ xấu không cao. Tin từ Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam kêu rằng là tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam không cao như tổ chức tư vấn đầu tư Moody's nói, tới 15% hồi đầu tuần. Theo số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng từ 4.08% của năm 2012 lên 4.73% tổng dư nợ tín dụng vào tháng 10 năm 2013. Bản thông cáo báo chí của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam phổ biến trên trang mạng spv.gov.vietnam của cơ quan hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2014 nói như thế. Không những vậy, thì bản thông cáo còn khoe rằng khi tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện và dần phục hồi, cộng với những nỗ lực của hệ thống tổ chức tín dụng, diễn biến nợ xấu đã có những tín hiệu khả quan hơn. Cho nên đến cuối tháng 12 năm 2013, thì tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống đã giảm mạnh về mức 3.63% tổng dư nợ tín dụng. Ngân hàng Nhà nước biện bạch rằng đây là số liệu của nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước được xác định dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và các thông tin chính thức. Nhiều chuyên viên kinh tế, tài chánh ngay cả trong nước cũng rất nhiều lần không tin rằng các con số thống kê do Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra có thể tin được. Che đậy sự thật, nhất là những sự thật tồi tệ, là đặc tính vô cùng phổ biến trong guồng máy công quyền, xưa nay không có gì thay đổi. Không riêng gì công ty tư vấn và lượng giá đầu tư quốc tế Moody's, hồi tháng 10 năm 2013, Ngân hàng Phát triển Á Châu tức ADB cũng nói rằng nếu theo chuẩn mực kế toán quốc tế thì nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam phải cao gấp 3, gấp 4 lần so với con số mà Ngân hàng Nhà nước của chế độ Hà Nội loan báo. Trong những năm gần đây, thì nhất là từ khi xảy ra việc bắt giữ nhiều chức sắc cầm đầu, Ngân hàng Thương mại Á Châu tức ACB hồi tháng 8 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam loan báo là rất lộn xộn vì tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó có nhiều ngân hàng quốc doanh. Các viên chức cấp cao của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, kể cả ông thống đốc, khi thì tuyên bố nợ xấu khoảng 8.82%, khi thì đánh sụt xuống còn 4.47%, rồi có lúc lại báo là 6%. Một số chuyên gia kinh tế tài chánh trong nước từng cho hay là các con số đẹp của nợ xấu đó chỉ là các con số của những người cầm đầu hệ thống ngân hàng nêu ra tuyên truyền, không phải sự thật.